Kính thưa quý vị khán thính giả, Hoàng Anh Quốc đang đứng tại nghĩa trang Saint François d'Assise. Tại nơi đây đang diễn ra buổi lễ khánh thành tượng đài tưởng niệm vị cố tổng thống đầu tiên của Việt Nam Cộng hòa, Ngô Đình Diệm. Trong những phút tới đây, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị khán thính giả những hình ảnh và những chi tiết của buổi lễ khánh thành này. Mời quý vị theo dõi. Vào trưa ngày thứ Bảy cuối tuần vừa qua, Hội Bảo tồn Văn hóa Lịch sử Việt Nam tại thành phố Montreal đã cử hành lễ khánh thành tượng đài tưởng niệm cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Đồng hương Việt Nam tại thành phố Montreal đã tham dự rất đông đảo. Theo dự báo thời tiết thì trời có thể mưa. Cũng chính vì thế mà ban tổ chức đã chuẩn bị rất chu đáo. Một căn lều thật lớn với thật nhiều ghế, đủ sức chứa tất cả các đồng hương tham dự. Nhưng thật may mắn, thời tiết thật đẹp suốt buổi lễ. Bên cạnh chúng tôi đã có sự hiện diện của ông Trần Quốc Túy, là hội trưởng của Hội Bảo vệ Văn hóa Lịch sử Việt Nam. Xin chào ông. Xin chào anh Hoàng Anh Quốc. Đầu tiên Hoàng Anh Quốc xin được chúc mừng ông là bởi vì công trình của chúng ta đã được khánh thành ngày hôm nay. Chân thành cảm tạ anh Hoàng Anh Quốc. Cảm tưởng của bác như thế nào khi thấy tượng đài của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm được khánh thành ngày hôm nay thưa bác? Thưa anh Hoàng Anh Quốc và thưa quý khán thính giả, thật sự ra thì mỗi một giai đoạn lịch sử, đó là lịch sử thì mình không thể thay đổi. Nhưng nếu mà xét cái giai đoạn lịch sử của dưới thời của Tổng thống Ngô Đình Diệm thì chúng ta thấy rằng ông có nhiều công và ông đã mang lại cho đất nước sự thái bình, an lạc và cái giá trị nhân bản rất là cao. Vì lý do đó cho nên chúng tôi băn khoăn, nhất là trong thời gian này tình hình đất nước rất là khó khăn, tình hình đất nước với cái sự mà cắt lẻ ra bán đất của chính phủ Cộng sản Việt Nam, thì tinh thần ông Ngô Đình Diệm muốn có cái sự tự chủ, muốn sự toàn vẹn lãnh thổ rất đáng cho chúng ta vinh danh và chúng ta tưởng nhớ tới. Tượng đài tưởng niệm cố Tổng thống Ngô Đình Diệm được xây tại nghĩa trang Saint François thành Assisi cũng được đồng hương tại thành phố Montreal gọi là nghĩa trang Việt Nam. Thật vậy, từ 40 năm nay đã có rất nhiều đồng hương được chôn cất tại nơi đây và ban điều hành nghĩa trang này đã ưu ái dành riêng cho đồng hương Việt Nam một khu đất riêng biệt, và ngay tại đó chúng ta đã có đài tưởng niệm thuyền nhân và cán chính quân đội Việt Nam Cộng hòa. Và giờ đây, đồng hương Việt Nam tại thành phố Montreal lại cùng nhau xây dựng đài tưởng niệm cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, vị cha đẻ của quân lực Việt Nam Cộng hòa. Trong suốt buổi lễ khánh thành vào sáng thứ Bảy hôm nay, các vị nhân sĩ đã khởi xướng ra chương trình xây dựng tượng đài. Họ đã nhắc lại những thành quả, những công ơn của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, vị Tổng tư lệnh quân đội đầu tiên của Việt Nam Cộng hòa. Là một chính trị gia đã khai sáng ra nền đệ nhất Cộng hòa trong một giai đoạn lịch sử vô cùng khó khăn. Bên trong thì ông đã dẹp loạn như là giặc Bình Xuyên. Bên ngoài thì phải đối phó với Cộng sản Bắc Việt và cũng phải làm việc và đối đầu với Hoa Kỳ. Luôn phải ở trong tình trạng đối phó như thế. Nhưng song song đó, cố Tổng thống Ngô Đình Diệm lại luôn củng cố hệ thống giáo dục, văn hóa và kinh tế để nền đệ nhất Cộng hòa tại miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ được sánh ngang hàng với các nước châu Á lúc bấy giờ, và Sài Gòn đã được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông, là Perle de l'Extrême Orient. Về tư cách thì ai cũng phải công nhận tính liêm chính và đức độ của ông. Vì những công đức của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm với dân tộc Việt Nam nên công trình xây dựng tượng đài đã diễn ra vô cùng suôn sẻ. Đồng hương Việt Nam tại thành phố Montreal, kẻ ít người nhiều, đã cùng chung góp được số tiền là 60.000 đồng trong một thời gian rất là ngắn. Bên cạnh chúng tôi đã có sự hiện diện của ông Nguyễn Đình Thông, là một trong những vị trong ban tổ chức xây dựng đài tưởng niệm ngày hôm nay. Xin chào ông. Vâng, thưa chào anh Hoàng Anh Quốc. Chúng tôi là một thành viên ở trong Hội Bảo tồn Văn hóa Lịch sử Việt Nam tại Canada để xây dựng cái tượng đài tưởng niệm Tổng thống Ngô Đình Diệm. Vâng. Dạ vâng thưa ông, Tổng thống Ngô Đình Diệm là một vị chính trị gia đã thi hành chức vụ của ông trong một cái bối cảnh lịch sử Việt Nam rất là hỗn loạn lúc bấy giờ. Ông đã làm được những điều rất là có ích cho Việt Nam Cộng hòa. Song song đó, chắc chắn rằng ông và gia đình của ông cũng chịu nhiều những cái sự khiển trách từ đồng bào của chúng ta. Trong cái quá trình mà xây dựng cái tượng đài này, ông và ban tổ chức có gặp những điều khó khăn từ cộng đồng của chúng ta ở tại đây không?
Rất là hân hạnh là vì chúng tôi chưa hề gặp một sự chống đối nào bằng lời nói hay là việc làm. Và ngoài ra cái việc mà tỏ ra là sự nhiệt thành đổ đồng bào đối với cái việc xây dựng tượng đài là với cái ngân khoản mà dự trù 60.000, chúng tôi được thu nhận trong một thời gian rất là kỷ lục, chỉ hơn một tháng đã đầy đủ rồi. Đó là chứng tỏ đồng bào rất là nhiệt tình, có thể là tuyệt đại đa số ủng hộ cái việc xây dựng tượng đài, có nghĩa là tuyệt đại đa số dân chúng đều tưởng nhớ đến Tổng thống Ngô Đình Diệm. Tượng đài của vị cố Tổng thống Ngô Đình Diệm như ông vừa nói là nó mất khoảng chừng 60.000 đồng, và đã mất bao nhiêu thời gian để mà xây dựng tượng đài này? Cái thời gian mà xây dựng tượng đài thì phải nói đến hai phần. Phần thứ nhất là chúng tôi làm cái vấn đề monument, là cái đài bằng đá granite, thì cũng mất khoảng chừng 2 tháng. Còn cái tượng đồng mà đúc thì chúng tôi cũng mất thời gian hết cỡ ít nhất là cũng phải 3 tháng. Là vì phải sửa lối sửa tới về cái hình đầu tiên là gọi là hình cốt, phải sửa rất nhiều lần. Và sau nữa đến cái thời kỳ mà ta làm tường sáp rồi á, cũng lại phải sửa lần nữa. Cho nên cái việc sửa cho được hoàn chỉnh, cho có một cái hình hài tương đối giống với lại là thực tế của Tổng thống Ngô Đình Diệm, nó mất hết nhiều thời giờ. Cho nên cũng phải kéo dài mất cả chừng 3-4 tháng á. Ai là vị kiến trúc sư đứng đằng sau cái chương trình này thưa bác? Ở đây thì cái chương trình này phát xuất đầu tiên là cũng nhờ hai người tiến khởi, đó là anh Ngô Anh Võ và anh Trần Quốc Quý, là cái người đã vô trực tiếp để mà kiếm đất ở chỗ này. Mà may mắn rằng sự đóng góp của nghĩa trang ở đây họ rất tốt. Cả cái chương trình này, ngoài cái tượng đài 60.000 đồng này á, thì những cái đất cũng như là phong đa sông và mọi sự bay ra ở đấy có thể lên tới 200.000 đồng. Thì phần đó là cái phần mà nghĩa trang ở đây họ giúp hoàn toàn. Nếu không có nghĩa trang mà giúp thì chắc chắn không thể làm đến được cái việc này. Đó. Rất cảm ơn là ban giám đốc của nghĩa trang là Sanh Phan Xoa Đạt Sĩ. Và giờ đây, Hội Bảo vệ Văn hóa Lịch sử Việt Nam của cộng đồng Việt Nam tại thành phố Montreal đã hãnh diện vì đã làm tròn trách nhiệm của mình đối với đồng hương đang cùng chung sống tại thành phố Montreal và đối với giới trẻ, để các em có thể hiểu rõ hơn về tình hình lịch sử của dân tộc Việt Nam trong thời chiến tranh, mà trong giai đoạn đó đã sinh ra rất nhiều vị anh hùng dân tộc. Và trong số các vị anh hùng dân tộc đó, hẳn ai cũng nhớ đến câu danh ngôn bất hủ: nếu tôi tiến, hãy theo tôi lùi, hãy giết tôi, và nếu tôi chết, hãy nối chí tôi. Và câu nói đó chính là danh ngôn của vị cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, người mà đồng hương Việt Nam tại thành phố Montreal đang khánh thành tượng đài tưởng niệm vào sáng hôm nay. Phóng viên của Việt TV Hoàng Anh Quốc, tường thuật tại thành phố Montreal, Quebec, Canada.